Ông chủ tịch à? Ông chủ tịch, Chấn Vũ đến rồi. Chấn Vũ đến rồi sao? Chấn Vũ đến rồi hả? Chú Chu, tôi muốn nói chuyện riêng với Dượng. Chấn Vũ à, tôi đến tìm Dượng vào giờ này có chuyện gì? Con xin lỗi, đã lâu rồi không tới thăm Dượng. Con vừa đi công tác xa về. Gần đây Dượng có khỏe không? Khỏe. Dượng luôn nhớ tới con, ngóng con khi nào đến thăm Dượng đó. Con cũng do dự lâu rồi, không biết là nên gặp Dượng thế nào. Cái thằng này bây giờ nói chuyện lạ nhãi quá. Bây giờ con trai cũng có lương hinh rồi, trong nhà ai cũng mong con có thể ổn định đó. Dượng à, Dượng biết Phương Mai không? Biết chứ. Là Dượng kêu nó qua Úc mời con về đây. Là một cô bé có năng lực giỏi. Sao vậy? Con và nó, con rất yêu cô ấy. Vậy được. Đây đúng là duyên phận mà. Vậy khi nào nó rảnh, hẹn nó tới nhà ăn bữa cơm đi. Nhưng mà bây giờ có một nguyên nhân làm cho tụi con không thể đến với nhau. Điều này khiến con rất phiền não. Chấn Vũ à, Dượng con cũng là một người từng trải. Dượng khuyên con một câu, tìm được người mình yêu đừng dễ dàng buông tay. Nếu không thì con sẽ phải hối tiếc đó. Năm xưa khi mẹ con mất, Dượng đã hứa là sẽ chăm sóc cho con đàng hoàng. Có phải con gặp chuyện gì phiền phức không? Nói cho Dượng biết đi, Dượng nhất định giúp con. Dượng à, con muốn biết Phương Chí Hạng và tập đoàn Cự Trận có quan hệ. Sao con biết người này? Phương Mai là con của chú ấy. Phương Mai là con của Phương Chí Hạng. Sau khi Phương Chí Hạng qua đời, vợ mấy không chịu nổi áp lực dư luận nên bệnh trầm cảm rất nặng, luôn ở trong diện điều dưỡng, không thể tự lo liệu sinh hoạt. Mà Phương Mai còn nhỏ, đành nghỉ học giữa chừng, luôn nhờ vào sự cứu trợ của người quen mà chống đỡ vất vả. Cho đến khi cô ấy đến nơi làm việc của ba mình, tập đoàn Cự Trận. Dượng à, nhân quả trong này Dượng có thể nói cho con biết không? Dượng à, Dượng à, Chu Chu, Chu Chu à, Chu Chu, có chuyện gì? Chủ tịch vừa mới bệnh nặng vậy, cậu lại làm ông ấy bị sốc. Chấn Vũ à, trước giờ ông ấy đối xử với cậu thế nào ai ai cũng thấy mà. Lần này ông ấy bị bệnh có hơi lâu, nhưng mà tâm trạng luôn rất ổn định, cho nên mới cố gượng được tới bây giờ. Cậu đã nói gì với ông chủ làm ông ấy tức giận tới mức vậy hả? Chú Chu à, tôi chỉ muốn biết 20 năm trước Phương Chí Hạng xảy ra chuyện gì. Chú ở bên cạnh Dượng tôi nhiều năm, nhất định biết được chuyện đó. Chú nói tôi biết đi. Tôi không biết gì hết. Còn nữa, thời gian này
Cậu đừng có tới đây. Nếu mà thêm một lần nữa như vậy thì không đơn giản là ông chủ tức giận như vậy đâu.